Các người anh em nào đã có nhu cầu mua acrylic quân giá rẻ, liên hệ ngay Zalo 0374139338 để được hỗ trợ. Ở đây rất là có nhiều ngon cho anh em tha hồ mà lựa nha. Hey yo, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình là UNC. Rất vui khi được gặp anh em trong clip ngày hôm nay. Thì nói chung là bữa nay tôi sẽ làm một cái thử thách nó hơi khốn nạn đối với team của tôi. Đó, tôi sẽ lên fit 10 mạng và sau đó tôi sẽ gọi là lật kèo anh em à. Thì không biết là trận đấu này nó sẽ đi về đâu, cho nên mình sẽ gọi là xin anh em một điều nha, đó chính là trận đấu này cho dù mình có thắng hay là có thua gì mình cũng sẽ đăng nha anh em. Bởi vì sao? Đây là một cái thử thách có thể gọi là phá game rồi anh em ạ. Ừ, fit gọi là fit tận 10 mạng thì anh em đã hiểu là không phá game là gì nữa anh em. Đó, mà gặp tôi đang chơi ở gọi là cái đấu trường đỉnh cao anh em, nó toàn gọi là mấy cao thủ vô đánh không anh em à, cho nên cũng hơi khó khăn cho tôi. Đó, cho nên tôi xin anh em một điều á, là trận đấu này cho dù tôi có win hay là có gọi là có defeat đi nữa thì tôi xin phép anh em là tôi đăng cái clip này nha anh em. Và đây chỉ là một clip giải trí, mình khuyên anh em là không nên làm theo. Mình nhắc lại là không nên làm theo nha anh em. Đó, thật sự anh em luôn là làm như thế này rất là nguy hiểm. Để mình liệt kê từng cái ra cho anh em xem để anh em nghe coi có hợp lý không em. Cái thứ nhất nè là bị thua nè. Ừ, bị thua là cái thực tế nhất đi. Cái thứ hai á là bị đồng đội nó chửi. À, cái thứ ba á là uy tín của anh em nó sẽ bị tuột. Và cái cuối cùng nè, cái này nó gọi là nó xui lắm nó mới dính anh em ơi, đó chính là bị đồng địch nó chửi. Nó đâu phải riêng là đồng đội mình nó chửi đâu anh em, đồng địch mà nó thấy mình nó ghét quá là nó chửi luôn em. Mà ai kêu mày phá game, mày làm ô uế game đấy, nó ghét là nó chửi em ơi. Đó là chuyện hết sức là bình thường nha. Cho nên tôi khuyên anh em một điều á, là anh em xem clip này ở chế độ là giải trí sương sương thôi nha, đừng có học theo bất cứ cái gì ở clip này nha anh em. Đó, tôi khuyên anh em á là không nên làm theo rồi đó nha. Ừ, chứ mấy ông nào mà gọi là muốn thử thách bản thân vô fit 010 đó, rồi lúc đó bị đồng đội chửi, rồi sau đó chỉ tôi ơi, Yuxi nó chỉ tao đó mày ơi, rồi thôi lúc đó là bố có nhục mấy ông ạ. Đó, đồng đội anh em vô kiếm tôi chửi nữa, thôi lúc đó muốn độn thổ luôn biết sao giờ anh em. Đó, cho nên gọi là anh em nào mà gọi là thương yêu tôi á thì thôi đừng làm theo nha. Ừ, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. À thì clip trước á mình đang nói gian dở cái vấn đề á, là tại sao 3 ngày nay chưa ra clip, thì ngày hôm nay mình xin được nói lại nha anh em. Đó, anh em biết cái tính tôi rồi đó, trời ơi ai xem kênh tôi lâu rồi á thì cũng biết cái tính tôi á là hay quên anh em à. Đó, nói quên trước quên sau à, ví dụ mà đang nói vấn đề này mà tự nhiên cái có combat đúng không, cái bình luận gì vấn đề đó là tự nhiên cái quên luôn vấn đề trước rồi này mà. Đó, cho nên gọi là còn 4 mạng cuối đúng không, tôi sẽ tranh thủ tôi nói với anh em luôn nè. Đó chính là cái lý do tại sao mà gọi là 3 ngày chưa ra clip với anh em, tại vì đi chích mũi 4 anh em mà. Hay à, thì mình sẽ nói rõ ra luôn á là mình đi chích cái gì để anh em nghĩ xấu gì mình nữa. Bởi cái kênh YouTube TV này toàn đá thủ không à, thấy ví dụ mà nghe chích chích là chắc nghĩ tôi là chích đá đúng không. Đấy, sai rồi anh em à, tôi là công dân lương thiện, tôi phải nghe lời nhà nước chấp hành. Đấy, là tôi sẽ đi gọi là chích mũi 4 tiêm vaccine Covid nghe đẹp này, ngừa Covid-19 này nè bây. Nghe tới đây chắc mấy ông đang bắt lỗi tôi đúng không? Ừ, mấy ông đang nói mày chích làm như mày chích xong mày ngủ đó luôn hay gì á, mất 3 ngày trời của tao dữ vậy. Ôi trời ơi mấy ông ơi. Đó, mấy ông hiểu cho tôi một cái vấn đề là như thế này nè, là chích xong đúng không, nó còn về, nó còn gọi là nó còn vợt tôi dài vợt nữa nè mà. Ừ, nó gọi là nó cho tôi ăn chuối dài hôm anh em à, đau đớn lắm anh em ơi. Trời ơi nó chích xong nha, nó nhức cái vai tôi anh em à. Đó, mà nhức cái vai á cầm điện thoại có nổi đâu anh em. Ừ, cầm điện thoại cái nó cà rung như thế này, múa na cái nóc như thế nào. Đó, gọi là tôi múa na cái nóc là tôi phải ghim áp các kiểu cái là đẻo anh em ơi, vậy mà nó rung rung như thế sao tôi ghim áp được. Cho nên tôi gọi là tôi cắn răng chịu đựng. Đó, tôi nghĩ 3 ngày phục hồi sức mạnh anh em ơi, gọi là giận con xương xương, lấy lại sức mạnh của một thằng đá thủ chân chính anh em à. Đó, mới có thể quản trị được cái tập đoàn đá thủ UNC chứ anh em. Đó là cái lý do tại sao 3 ngày trời nay tôi chưa có ra clip để gọi là gửi tặng cho anh em ha. Cho nên ngày hôm nay tôi sẽ quay trở lại để làm một cái thử thách này nè. Đó, thử thách khá là đặc biệt ở cái ranh đỉnh cao này. Đó, để tặng cho anh em, thay mặt cái lời xin lỗi nha anh em. Ừ, thay vì mình xin lỗi thì mình sẽ tặng một cái clip này cho anh em, mà không biết là win hay thua nữa anh em à. Ủa, cho nên trận đấu này mình sẽ cố gắng mình win nha. Còn nếu á mà cái trận đấu này thua thì mình vẫn đăng nha anh em. Bởi sao?
đây là một cái thử thách nó gọi là nó rất là trẻ trâu anh em ơi. Mà cái tính mình á thì không thích làm trẻ trâu anh em ạ, mình chỉ thích làm gọi là một đá thủ chân chính thôi. Đó, đá thủ người ta cũng phải có cái lòng tự trọng của ta chứ anh em. Ok, thì bây giờ mình đã fit được 10 mạng rồi anh em ạ. Ừ, nó nói nó fit được 10 mạng mà nó làm như nó cao siêu lắm anh em ơi. Thì nói chung là giờ mình sẽ không đi quá lộn nha anh em. Ừ, quá lộn tầm này là xác định là thua luôn trận đấu anh em ơi. Cho nên mình sẽ ăn những cái mục tiêu nhỏ như là những con quái con nè, như là những cái con lính trước đi rồi tính gì tính anh em ơi. Giờ mình sẽ đi ép trụ trước anh em à. Thôi ôi, hên quá còn băng xương anh em à. Rồi, chạy đi thôi Mini ơi. Em mới vào trận đấu mà mấy ní căng với em quá, hên quá liếm được mạng anh em mà đó. Chưa gì hết mà liếm được một mạng là thấy có cái màu lật kèo rồi anh em mà. Đấy lật kèo ngay anh em ơi, đúng không? Gọi là thần tài đến ban lộc cho chúng ta đó, để chúng ta lật kèo cái game này anh em mà. Rồi giờ mình sẽ biến về trước đi rồi tính gì tính anh em ơi. Đó, gọi là hết mana rồi, cái con Nagaroc này mà không có mana thì thật sự anh em luôn là rất là khó chơi. Cho nên mình sẽ gọi là hồi mana sương sương đi. Rồi mình hẳn tiếp tục đi farm nha anh em. Đấy, đó là một cái mẹo chơi game. À, thì giờ mình sẽ ăn cái con bùa đỏ này xong nè. Và anh em nhìn thấy ở cái bên bùa xanh của mình á, nó còn 7 giây đúng không? Ăn cái con bùa đỏ này xong, chạy qua bển ăn liền con bùa xanh đó, cho nó nóng anh em à. Gọi là cho nó chắc ăn chắc kèo đi, để tìm bạn nó qua nó ăn nữa. Sao thôi Ní ơi, để em ăn cho. Trời ơi, chết bà rồi anh em ơi, chưa kịp ăn nữa mấy đồng đội tôi gọi là nó hết tin tưởng tới nổi tôi rồi anh em ơi. Ui trời ơi, mày chạy đi đâu, Vbred ăn chuối đi mày, ngon liền anh em ơi. Ủa, thì nói chung là cũng không trách đồng đội được, tại vì nãy giờ mình fit 10 mạng rồi anh em ơi, cho nên đồng đội nó cũng không có tin tưởng mình lắm anh em à. Cho nên mình sẽ cố gắng mình ăn vài mạng nữa để cho đồng đội nó tin tưởng mình gọi là sương sương nha anh em. Thì cái việc đầu tiên mà anh em cần làm á là anh em phải đuổi kịp vàng của đồng đội cũng như là đồng địch nha anh em. Anh em mới có thể gọi là lật kèo được cái pha này nha, đúng không? Anh em mới có thể bật co 1-1 để mà lật kèo các kiểu của điểu vô. Thì mình có một cái lời khuyên cho anh em vậy nè, là anh em không nên đi quý lộn, bởi sao quý lộn cũng có ăn gì được gì đâu. Cho nên gọi là nếu mà có ăn thì cũng ăn tầm 200 vàng đó anh em à. Cho nên nếu mà anh em muốn gọi là vàng nó tăng nhanh đúng không, tôi chỉ cho anh em một cách nè. Anh em đi farm lính anh em mà, ừ đi farm những cái bẫy lính á, anh em đi chặn lính các kẻ rồi ăn chuối đi con. Ui ôi, ăn một lần 500 vàng luôn em ba tuổi. Không uổng công nãy giờ mình fit cho nó đây mà ấy. Fit cho nó gọi là tầm 7-8 mạng, ăn lại 500 vàng, quá lỗ chứ còn gì nữa anh em. Lỗ nặng luôn. Ừ, anh em nghĩ là tôi đang nói là gọi là không uổng công ăn vàng vậy, đúng không? Gọi là quỳ vốn mà. Không đâu, tôi lỗ nặng luôn em à. Rồi, em gọi là em xin nhẹ cái con bùa xanh nha. Thôi ulti cái rồi chạy. Ôi, chết bà rồi em ơi. Mé lướt ulti ngược anh em à. Đúng top 1 đang đóng sớm, chơi gọi là quá ngu anh em ơi. Một pha ngáo ngơ cành bơ đến từ vị trí của UCTV anh em ơi. Gọi là lướt về không lướt, lướt ngược lại, định gọi là đơm lần hai thằng luôn em à. Nói vậy thôi chứ pha đó tôi gọi là tôi lỡ tay, tôi ấn ngược cái chiêu 2 anh em à. Nếu mà tôi không ấn ngược tôi chạy về rồi anh em ơi. Nhưng mà đáng tiếc thay là đời không như là mơ, nên đời thường giết chết vào mơ anh em à. Cho nên pha này tôi không chạy được nha anh em đó. Rồi bung đi và cả trời ơi, bung đi không tới anh em ơi. Gọi là cái góc này nó quá hẹp anh em à, gặp thêm giây fit nó chạy nhanh quá anh em ơi, cho nên mình gọi là bung đi không tới, ca ớt không kịp anh em à. Ừ, định gọi là ca ớt xương xương của đồng đội anh em ơi. Gì đã bị cấm chat à? Tôi nhớ rồi, hôm qua tôi chửi thằng kia quá trời nhiều anh em à. Đấy, bởi vì nó phá game tôi quá anh em à, cho nên tôi gọi là tôi mắng yêu nó vài câu thôi, vậy mà Gena nó lỡ lòng nào nó chặn luôn cái tính năng chat của tôi anh em à. Ủa, thật sự anh em luôn, anh em nào chơi game mà có bị như tôi không? Ủa, mắng yêu vài câu thôi là tự nhiên bị cấm xong cái gọi là rất là khó chịu luôn anh em à. Định mắng yêu thêm vài câu cũng không được nữa, nó phá mỏm tôi lại anh em, sao mắng được anh em. Ủa, đôi khi chơi game mà chính người tạo ra game gây ức chế cho người chơi anh em à, khá là cây cú luôn á. Thôi quay trở lại vấn đề chính nè, thì như anh em đã thấy đó, nãy giờ là mình đi farm những cái con lính nè, như là những cái con lính như thế này nè anh em. Bởi sao anh em, ví dụ á mà như anh em giết chết đồng địch đi thì anh em chỉ cộng 200 vàng thôi, còn anh em nếu mà pha một đợt lính như vậy á, anh em cũng được cộng tầm 200 vàng chứ anh em. Mà cái tỷ lệ mà anh em chết á thì nó gọi là nó ngắn hơn anh em à, đúng không? Mà nó dễ ăn hơn nữa. Cho nên nếu á mà trong những cái trường hợp mà anh em đang phế á, anh em thôi Ní ơi, em gọi là em không chơi với mấy Ní đâu nha, đừng có giỡn với em nha. Ủa, em kia đồng đội quánh gọi là chết cù mấy Ní hết đó nha. Ôi ôi là trời, tôi chưa làm gì hết trơn mà tao nói là nó kéo hai thằng nó quánh tôi anh em à. Tụi mày đợi đi một chút xíu mà tao xanh tao kiếm tụi mày tao quánh sao đó.
Thì nói chung là quân tử mà anh em, trả thù 10 năm chưa muộn anh em à, đúng không? Gọi là mình tích cực đi farm trước đi, rồi một chút xíu mình gọi là mình quay lại mình đơm nó sau anh em à. Thì mình khuyên anh em á, là trong những cái trường hợp mà ngàn cân treo sợi bún đúng không, anh em chỉ việc đi farm lính hai bên cao lên, cũng như á là cái đường mid, farm gọi là farm lén lén này nha, đừng farm công khai anh em. Farm công khai là nó kéo 3 kéo 4 nó quánh anh em là xác định là trào muốn mỏ luôn anh em à, đúng không? Cho nên anh em á, những cái pha như thế này nè là anh em qua đây rồi trào muốn mỏ mày con, ăn chuối đi mày ơi. Bị KS luôn em à, cây cứu thế nha. Thôi thì bây giờ mình sẽ nói tiếp tục với cái câu chuyện mình đang nói dàn dở hồi nãy anh em à. Thì khi mà anh em bị gọi là trong những cái trường hợp mà anh em fit như vậy á, thì anh em muốn mà gọi là lật kèo lại đúng không, anh em chỉ việc farm lính hai bên, cũng như á là nói chung là chặn lính anh em. Nói nôm na là mình chặn lính á. Cái công dụng thứ nhất á là cho đồng địch á nó không thể nào nó ép lên được anh em. Bởi sao anh em, đâu có lính đâu mà ép lên đó, nó là một cái mẹo chơi game anh em à. Cái thứ hai á là cái lượng vàng của anh em á nó tăng rất là đáng kể luôn anh em ơi, nó giúp anh em xanh sao lại một cách rất là nhanh chóng luôn. Thôi Ní ơi, Ní Laurie ơi, Ní về đi, nó quánh mày trào đồm rồi con. Thôi rồi trào muốn bỏ mày con, ăn chuối đi mày. Rồi về é ơi, é mày còn đúng một máu lúc mà mày xúc quá ơi, khổ mày ghê. Thôi lui nhẹ cái nha anh em ơi, đúng không? Gọi là cái con lau rẻ nó sung quá anh em ơi, tôi gọi là tôi không có đủ sùng để sung với nó anh em ơi. Ôi rồi tao bỏ mày con, quay lại chơi với tao nè, mày tưởng tao yêu lắm mà, xin lỗi mày nghe. Đó là Nakadok hồi nãy thôi, Nakadok bây giờ nó mới hít đá vô, cái sức mạnh nó tăng gọi là thăng gấp ngàn lần nha mày, đừng có giỡn chơi nha anh em ơi, đúng không? Thì như anh em đã thấy đó, bây giờ cái lượng vàng của tôi xanh nhất team tôi rồi anh em à. Chưa có xanh bằng team bạn thôi, tại vì nãy giờ tôi fit cho team bạn nó hơi nhiều anh em ơi. Nhưng mà bước đầu thành công bây giờ á là cái lượng vàng của tôi nó gọi là nó đã xanh sao hơn hồi nãy rất là nhiều rồi anh em à, đúng không? Gọi là nó có thể gánh team được anh em ơi. Và bây giờ mình sẽ gọi là đang có đủ sức mạnh anh em đó, mình sẽ ăn những cái mục tiêu lớn á, như là cái con rồng nè, như là con xa nè đấy, như những clip trước mình nói thôi. Anh em đi rừng á, anh em gọi là một cái người đi rừng có tâm đúng không? Anh em phải có tâm, anh em mới có tâm được đó. Mà anh em là một người đi rừng có tâm đúng không, anh em phải ăn những cái mục tiêu lớn để cho đồng đội mình nó vừa xanh sao nè đó, lính mà được nó cường quá nè, để cho ép lên nó dễ nè bơi. Rồi trào bỏ mày con, solo màu chết bà nè bơi. Ui trào đồng rồi, ui cái ma chú mình hồi nó chưa có kịp bên em mà ha. Bía một pha xử lý ngáo ngơ cành bơ đến từ vị trí của Yunxi TV vậy đó bơi. Nhưng mà không sao đây bà, gọi là có công mài sắt của ngài nó cũng thành xà beng đấy, như nãy bây giờ mình đã nói rồi đó, là mình đã ăn được 5 mạng và chết 12 mạng anh em à. Thật ra là mình mới chết có 2 mạng thôi nghe mấy ông đó. Nói chung là cái cây ai vậy nó cũng đẹp rồi anh em à. Thế nếu mà trừ đi 10 cái mạng đầu tôi chấp á thì cái KDA của tôi bây giờ cũng 52 rồi anh em ơi. Đó, 52 mà từ cái thằng nó phế giật luôn anh em à, mà bây giờ nó đã gọi là nó đã vươn lên trong cuộc sống anh em ơi. Nó đã cố gắng nó ăn được 5 mạng mà nó chết có 2 mạng thì cũng gọi là quá là hay rồi anh em à. Tự đánh tự khen luôn anh em ơi, tôi vậy đó. Thôi trời ơi AD ơi, nè chém một cái. Ôi mé cái thằng bé nó trâu quá anh em ơi. Cũng không phải nó trâu nữa anh em à, nó gọi là nó có một cái lớp giáp khi mà nó bật cái quả cầu ăn xương anh em đấy. Rồi tao có bỏ mày con, chạy đi đâu. Thôi ăn chuối đi mày, hên quá, nổ chí mạng anh em ơi. Cái pha này mà không nổ chí mạng là xác định là trào có bỏ rồi anh em à. Ôi ôi thằng bé nó dí tôi anh em à, thôi ghê thế, mày làm như mày cay cứu tao nãy giờ anh em ơi. Ủa trời ơi là trời. Ê bà Rai, nãy giờ tao thể hiện cỡ đó rồi mày còn chưa tin tưởng tao nữa sao bà Rai? Ôi ơi là trời, làm đồng đội của nhau phải tin tưởng lẫn nhau chứ bà Rai. Ông chơi thế là chết tôi rồi bà Rai ơi. Đó gọi là có nhiều bùa ông ăn hết trơn như thế thì thật sự anh em luôn là quá là buồn anh em ạ. Nhưng mà mình sống rất là tích cực anh em ạ. Mình sẽ nghĩ như thế này để cho cái cuộc sống mình nó gọi là nó màu hồng lên tí anh em ơi. Là thay vì á nó ăn hai con bùa của mình thì giờ nó nhường cái con blue cho mình, mà nó ăn có cái con bùa đỏ thôi vậy cũng được rồi anh em ơi. Đó em, mình suy nghĩ như thế là quá là phóng khoáng đúng không anh em. Rồi mình cái pha này á anh em thông cảm cho mình ở cái pha này nha anh em, là mình gọi là đang quay clip tự nhiên có ông khách ông gọi anh em mà, cho nên cái đoạn này nó bị cắt chút xíu anh em thông cảm nha, là nó tóm tắt là nó cũng không có gì đặc sắc đâu anh em à.
mình chỉ ăn được cái mạng của thằng Thon thôi chứ không có gì hết trơn em ơi. Bởi nhiều khi tôi buồn lắm em ạ. Ấy, đang quay clip mà mấy ông cứ gọi như thế thì thật sự anh em luôn là tự nhiên nó sẽ bị mất cái clip anh em hiểu không? Rồi nói sao đi. Chào bố mồm đi thôi, giỡn đi ơi, em gọi là em rỉa máu xương xương đi nha. Đó, em không có dám chơi với ní đâu. Vô đây. Trời mẹ nó chạy rồi anh em à. Thôi nói chung là pha này mình bắt không được nha anh em ơi. Đó, thì nói chung á là nếu mà anh em gọi là thương tôi á thì thí dụ mà có mua ạc ủng hộ tôi đi đúng, thì anh em cứ từ từ mà để tôi trả lời sau. Chứ mấy ông mà cứ chưa hết mà mấy cái ông cứ gọi tôi như thế thì thật sự với em luôn là quá là buồn luôn á. Ừ, đôi khi mà tôi quay clip xong cái tự nhiên cái mấy ông gọi cái tự nhiên cái mất cái clip của tôi luôn. Cho nên anh em nào muốn mua ạc á thì cứ từ từ tôi sẽ rep sau nha. Đó, không có chuyện gì mà căng cả. Thôi giờ mình sẽ gọi là tìm cái cơ hội nào đó mình ăn luôn con Cosa này để gọi là kết thúc luôn trận đấu này anh em ơi. Bởi vì sao anh em, thật sự anh em luôn là cái con Nagadoc này, bao nhiêu clip mình đã nói với anh em rồi là câu này á, cái con Nagadoc này á là nếu mà anh em thôi ôi mẹ ở đâu ra mà cái thằng Butterfly nó bụi ghê quá anh em ơi. Đó, ui thằng Caffini đẻ lẽ kìa anh em. Rồi Super ơi, đẩy hàng Magma này đừng cho nó về, để cho con Caffini đẻ lẽ anh em ơi. Nè, trời ơi ông ơi, ông làm gì ông Sup? Mía cái pha này ông lao lên với tôi là ngon quá. Ông Superman ơi, ông làm thế là chết tôi rồi. Ủa, còn cái pha này mình tiếp tục mình bị cắt tiếp á, là anh em biết cái lý do tại sao không? Là mình tiếp tục bị gọi nè mà, đó. Thì nói chung là anh em cũng phải thông cảm cho mình. Đôi khi có những ông khách kiểu ông không thấy tôi trả lời anh em, ông tưởng tôi gọi là sơ cam, cho nên ông gọi thôi chứ không có ý gì đâu anh em à. Đúng không? Cho nên đôi khi mà anh em gọi tôi vậy thì thật sự anh em luôn là rất là bất lợi cho tôi. Đúng không? Mong anh em á là gọi là đừng có chơi tôi kiểu đó nghe anh em, là chết tôi luôn á. Thì tôi xin tóm tắt lại cái câu chuyện mà cái lúc cắt là như thế nào anh em. Là chủ yếu là tôi sau khi tôi chết á, là đồng địch đó anh em, nó ăn được cái con Caesar đó, vậy thôi anh em à. Rồi, tới củ kẹo mà đây con, chạy đi đâu, ăn chuối đi mày, ngon liền em ơi. Ủa, thì nói chung là bây giờ thì đã lật kèo được rồi anh em à. Thì nói chung là trận đấu mình đã kết thúc rồi. Nếu anh em thấy video này hay á, cho mình thêm một like nha, kèm theo đó là một lượt đăng ký kênh để gọi là ủng hộ tinh thần của mình nha anh em ơi. Còn bây giờ thì bye bye, và anh em mở clip sau nha anh em à. À, thì mấy ông nhớ một điều á, là đừng có làm như tôi nghe. Trời ơi, phá game là chết tôi luôn đấy mấy ông à.